Đây là series làm mini studio tại nhà và các bạn đang xem hình ảnh được quay bởi con Sony ZV-1, một chiếc máy hoàn hảo nhưng mà nhỏ gọn dành cho việc làm studio tại nhà. Và đầu tiên chúng ta có thể thấy là hình ảnh xung quanh nó thế nào, rất là đẹp đúng không? Một không gian nhỏ, đèn lung linh, đầy đủ ánh sáng. Và nhìn mặt mình nè, mình có chức năng làm mịn da, làm cho khiến da mặt các bạn đẹp hơn. Đó. Và chưa, lấy nét thông minh, bắt nét, trả nét, bắt nét, trả nét rất là nhanh và nó lấy nét siêu cận. À, chỉ cần lấy nét cách 1 inch là có thể lấy nét, đọc được đầy đủ thông tin để chúng ta review và bán hàng sản phẩm. Chưa hết, nó còn xóa phông. Các bạn thấy background có mờ không? Đủ mờ để làm đúng không? Ồ, còn gì nữa? Âm thanh hay. Nãy giờ các bạn nghe bằng âm thanh của con Sony ZV-1 đã đủ hay chưa? Bây giờ phải nghe cho nó hay hơn nếu như các bạn đang làm video ASMR. Đấy. Bên phải nè. Bên trái nè. Bên phải nè. Bên trái nè. Hay chưa? Hay. Chưa hết, nó còn có thể livestream chỉ với một cọng USB duy nhất truyền thẳng vào máy tính, có cả âm thanh và hình ảnh đẹp, trong khi những máy khác chỉ có thể truyền được hình ảnh thôi mà không truyền được âm thanh. Ở đây nó truyền được cả âm thanh rất là hay và nó có thể giúp bạn livestream đa nền tảng cùng một lúc. Bạn có thể làm được rất là nhiều account, 10 account Facebook, 10 account TikTok, 10 account YouTube, bao nhiêu account các bạn có thể đều có thể livestream được hết. Và chưa hết, trong series mini studio với lại ZV-1 này, mình sẽ chỉ cho các bạn cách lựa chọn thêm thiết bị xài kèm với con ZV-1, thiết bị ánh sáng, âm thanh để setup nên cái studio giống như các bạn đang xem thành quả ở đây. Chưa hết, con này nó còn có chế độ quay video dọc nữa. Tự nhận dọc, tự bỏ vô điện thoại là đã có thể nhận khung dọc. Ok, đừng quên like, share, subscribe nhé. Khoe các bạn hình ảnh của con Sony ZV-1 vậy thôi. Rồi hãy chờ đợi series chính thức xây dựng mini studio tại nhà như thế nào.